Chào mọi người, quay trở lại với kênh Thắng Magic. Hôm nay bên em lên sóng cho mọi người một con máy Estin 011, hàng của Estin chính hãng. Hàng này thì ra khá là lâu rồi. Nó là một trong những cái thương hiệu Estin đình đám từ xưa đến giờ. Đó. Và thật sự với mọi người nó xài rất là ngon. Con máy này thì nó có thể ráp được lam dài hơn. Đó, với một người mà cưa gia đình thì sử dụng con này thì ok. Cái lam này vừa phải, tầm 3 tấc cắt được là ok. Còn những anh em mà cưa chuyên nghiệp muốn sử dụng dài hơn chút nữa thì anh em có thể cắt, gọi là cắt nói chuyên nghiệp thì nó hơi quá, nhưng ý là công cắt trong gia đình mà muốn máy mạnh, khỏe, nhẹ nhàng, rẻ tiền dưới 2 triệu thì anh em hãy sử dụng cái con này đi. Đó, anh em có thể ráp làm 6 tấc được luôn nhá. Hay làm khác làm 6 tấc. Nó có thắng xích cho anh em luôn này. Đấy, nó có thắng xích. Và cái dòng mẫu thì nó có Estin 011 và 012. Và hàng này thì nó không hề sử dụng vít lửa, những cái dòng Estin 041 hay gì đó, mà sử dụng IC thế hệ mới, đời mới. Đó, đời mới. Bình xăng con thì nằm ở đây và cực kỳ nổ ngọt và rất là bốc. Cực kỳ nổ ngọt và bốc Estin 011. Và mã lực của nó cho anh em là lên tới 41cc. Với một con máy mà 41cc thì anh em biết là nó khá là mạnh. Ráp 56 nó cắt thoải mái, rất là ngọt. Đó, đây là e gió của nó. Ở phía trước đây là bình chứa nhiên liệu, phía sau đây là chứa nhớt thải. Ở đây là cái công tắc của nó. Các cách khởi động con máy thì anh em cứ bóp hết ga lên, đẩy chốt vô rồi đóng e lên, tắt công tắc thì giật khoảng 2-3 cái, khoảng 3 cái. Riêng máy này anh em giật khoảng 3 cái, sau đó anh em mở công tắc ra và tiếp tục giật. Giật đến khoảng 2 cái nó ho rồi anh em mở ra và giật tiếp tục là nó sẽ ò lên. Và khi mà giật như thế này nó sẽ chạy xích như thế này. Đó, nghe tiếng máy thật sự của anh em nó rất là hay. À, những cái dòng này là dành cho những em cưa gia đình muốn ngon bổ rẻ. Thì mấy cái tầm con giá này nó tầm khoảng 1,8 triệu một con máy này thôi. Đó, rất là thích hợp trong những anh em sử dụng gia đình mà muốn cắt mạnh khỏe. Anh em có nhu cầu mua cái con máy này thì liên hệ trực tiếp với Thắng Máy Cưa Xích qua số điện thoại 0974644973. Cân nặng của trọng lượng khô của nó là 4,2 kg. Nếu có xăng con nhớt thì chắc là tầm khoảng 5,2 kg gì đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.